Rồi gãi cây rồi, trèo lên xe đi, trèo lên xe, lẹ lên, trèo lên xe đánh nhau luôn. Rồi về thay cây nha. Rồi trèo xe. Rồi là lên kia mua kiếm lại đi, lên kia mua kiếm lại, gãi ra hết rồi hả? Rồi rồi chạy qua Tú mua đi, mua cái khác nha. Rồi bán cái khác nha. Rồi tiếp tục thôi. Rồi chuẩn bị tấn công đi ơi, tấn công. Gãy nữa rồi hả? Rồi đổi cái khác luôn. Rồi quay đầu xe lại. Rồi Kiệt thua rồi, Kiệt thua rồi. Đợi viên gãy nữa rồi hả? Trời ơi hao dữ hả? Rồi viên gãy thua rồi. Rồi bây giờ bạn Pin với bạn Kiệt bắt đầu đua xe quay chạy nhanh hơn nha. Chuẩn bị thôi. 1, 2, 3. Để chào bạn Pin với bạn Kiệt nha. Các bạn ơi, hôm nay bạn Pin với bạn Kiệt có bánh gì lạ chứ hả? Đâu? Đây quá. Các bạn ơi, hôm nay bạn Pin với bạn Kiệt có cái bánh ống của Tề Thiên này nha. Wow, con Tề Thiên luôn. Rồi, bây giờ gỡ ra thử nha. Wow, bánh ống siêu dài luôn nè. Của bạn Kiệt là màu gì vậy? Màu cam. Của bạn Pin màu gì? Bên trong rồi các bạn. Wow, bên trong nó có cái ruột vịt nữa hả? Thế. Rồi, rớt rồi kìa. Rồi, gửi cho bạn Pin đi. Để mình mở cho bạn Pin. Rồi, bánh ống này mình ghép là được luôn các bạn ơi. Ghép lại thành nguyên một ống dài luôn á. Chúng con thử ghép lại thử nha. Bạn Pin cầm mình ơi. Cho tay anh ghép lại nha. Wow, đâu, cây màu hồng kìa có ruột vịt đâu. Đây ghép hả? Đâu ghép, à ghép cây này lại hả? Rồi ghép được không? Rồi ghép nó thành một cây siêu dài luôn nha. Wow, giống Tề Thiên dữ hả? Rồi ăn thử nha. Ăn đi. Rồi ăn đi. Wow. Rồi ăn, có ăn nhanh hơn nè. Cho miếng được không? Không, mình ăn thêm. Rồi, đây nè các bạn ơi, đây là bánh ống nè, ngon lắm á, ăn thử nha. Ngon không bạn Bim? Ngon hả? Tỏi ngọt quá. Cho miếng màu cam đi, chưa ăn màu cam nè, màu cam mùi cam nè. Rồi, có ruột vịt luôn, rút ra. Rút ruột vịt cho. Ủa, gãy ruột vịt luôn rồi hả? Ngon quá à. Ăn miếng nữa nha. Wow, rồi bể hết rồi. Ngon quá các bạn. Ở bên đó mình có nhiều màu lắm nha. Đây mình có màu hồng nè, màu vàng nè, màu xanh lá cây nữa, màu cam luôn. Một cây bánh ống này chỉ có 2.000 thôi. Bạn nào mua tới nhà bạn Pin mua nha, ngay xe hủ tiếu á. Wow. Em cảm ơn văn hóa nha các bạn. Rồi lên xe chạy về thôi, lên xe chạy về. Bạn xã Lộc ơi, cảm ơn văn hóa nha. Rồi đuôi về nha. Rồi vui lên đi. Rồi Kiệt chạy tới đâu rồi kìa. Rồi cầm cây dưới anh Kiệt đi. Dưới theo luôn. Rồi dưới theo. Đây, cá đang bơi kìa đó, thấy chưa? Nay nước ngập quá trời luôn. Bơi đang bơi hả? Coi là kìa bác.
Về chưa? Về rồi. Về rồi hả? Ở cá nằm im luôn vậy. Em bơi kìa. Đấy em bơi kìa. Rồi nó chạy luôn rồi. Đâu rồi con cá, đâu rồi? Đây nè. Đâu? Đây đây con cá bơi đây hả? Thôi bắt đi. Đây nè con cá đây nè. Đó. Wow. Nó chạy luôn. Bỏ lên xe cho nó chạy đi. Ừ. Bỏ nước vô, bỏ nước vô. Nè, chế nước vô nè. Chế nước vô cho nó bơi. Rồi xong chưa? Xe gì? Xe chạy. Xe sao chạy được? Nữa xe chạy này bự nữa. Chạy được hả? Có chạy anh được hả? Nó cần có nón không cần đi nữa. Thôi đổi nón vô. Mưa. Không đổi nón ba không cho chơi đó. Rồi lấy xe chở con cá vô nhà đi. Lấy xe chở con cá vô nhà. Nước nó ngập á hả? Rồi các bạn, nước ngập quá trời luôn nè. Ghê chưa? Khoái, khoái nước. Rồi chở con cá vô nhà đi. Đi chở con cá vô nhà. Chào ra con cá hả? Con cá hả? Ờ các bạn ơi, bạn Ken có nguyên con cá luôn à. Cá gì vậy con?
Cái gì vậy? Ngoài trời trời mưa quá trời luôn nè các bạn ơi. Màu hồi con đi bắt cá không? Bắt cá bự, để con cá bự, con cá chạy mưa. Con cá để hôm nay trời mưa sao mà con cá chạy chạy mang cá nước để vô hà đi đâu chạy mang đâu. À. Cá bự quá. Đâu cho coi với coi. Trời ơi cá bự dữ hả? Cá gì mà bự dữ hả? Cá chép. Cá chép này con bắt ở đâu ạ? À, bao nhiêu con tao về con bắt đó. Bắt quá. Giờ lấy cây câu câu được không? Không được, con cá con này bự lắm, không câu được đâu. Không câu được hả? Cá này đâu có biết được đâu, nó đâu có ăn đâu. Không có ăn hả? Để ba câu thử coi nó ăn không. Ba cầm con cá coi con đi con bỏ vô có miệng nói ăn không? Con nã con cá đâu nã? À. Ăn không? Không. Thở rồi kìa cha. Tao không muốn ăn được. Thở á hả? Thêm nước nữa không? Thêm miếng nước đó hả? Giờ trời mưa sao lấy nước, mưa lớn quá trời luôn à. Ngập hết rồi. Rồi bây giờ câu cá nha. Đây bà câu được một con cá rồi. Ô. Quá câu được cá luôn nè. À câu bạch tuộc hả? Rồi bỏ xuống đi, bỏ xuống đi. Bạch tuộc bự quá. À, dính con bạch tuộc rồi. Không không con cá nữa đâu, con bắt con cá này. Quá trời luôn. Quá cao, quá cao. Con cá sâu. Quá cao, quá cao. Tao cá đó màu xanh mà. Giờ thả con cá ra bên kia cho nó bơi nha. Chịu không? Thả cá cho nó đi bơi chịu không? Chịu không? Chẳng muốn sao ra được. Rồi nó bơi là mắc tiêu luôn á, nó bơi xuống đường mương luôn á. Nó nhảy xuống hồ bơi đâu có được đâu. Ừ. Em ra lại nhảy xuống đường mương luôn á. Đâu? Hả? Miệng nó có cái râu luôn á hả? Hả? Wow, nó thở đó. Nước ít quá. Nước ít hả? Ừ. Bơi kìa, bơi được kìa. Không bơi được. Hãy xuống nằm mưa cho nó bơi nổi đi. Nước này ít quá à, mưa nhiều. Ở đầm mưa nhiều, đầm nước nhiều luôn, đầm ngập luôn kìa. Nó ngập quá hả? Ngồi cá nó lên á, chút mình ra đó mình bắt cá. Thà con cá nhỏ lên đó hả? Ừ.